Hello, chào mừng tất cả mọi người đến với kênh điện thoại An Thảo nhé. Đầu video em xin chúc mọi người một buổi tối ăn cơm ngon miệng ạ. Rất là xin lỗi mọi người vì tuần vừa rồi không lên được video. Hôm nay thì sẽ giảm giá rất là nhiều iPhone cho mọi người nhá. Hàng bay bát chỉ có mấy trăm nghìn về mấy cây liền. Đấy, hàng ẩn iCloud và đầy đủ các iPhone chính hãng Apple cho mọi người nha. Mọi người mua hàng hoặc là cần tư vấn thì liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của em để được tư vấn và mua hàng nhé. Số điện thoại là 0338305595 nhé. Zalo số này luôn ạ. Facebook là Nguyễn Cherry và mua hàng cọc qua hai số tài khoản ở trên thẻ bảo hành nhá. Chủ tài khoản là Nguyễn Anh Đào hoặc là cọc qua thẻ Viettel đều ok. Chế độ bảo hành nhé, em bảo hành từ 1 tháng đến 3 tháng tùy đời máy nhé. Địa chỉ ở 279 La Phù, Hoài Đức, Hà Nội. Mọi người có thể qua tận nơi để xem máy, còn các anh chị ở xa nhé, ship COD. Ship COD được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha mọi người. Đấy, nên là mọi người cứ an tâm mua hàng bên shop nhà em, báo đúng tình trạng như trên video nhé. Giá thì cực kỳ là rẻ luôn. Rồi, đảm bảo là hàng chính hãng của Apple sản xuất nha mọi người, không phải là hàng fake đâu, nên là những cái dòng iPhone này mọi người chỉ về lắp SIM vào là sử dụng thôi. Trừ những máy lốc thì nhà em sẽ lắp tặng kèm SIM ghép cho mọi người nhá. Rồi bây giờ đi vào những cái máy thanh lý giá rẻ đây. Đấy, đầu tiên là một cây 6S Plus nha. 6S Plus màn to nhá, vỏ xấu, 64GB pin 80, tình trạng cây này là màn lô mất vân tay nhá. Đấy, vỏ xấu nha mọi người. Bay bát không sử dụng SIM. Cây này mọi người chỉ bắt wifi để xem phim hoặc là chơi game thôi nha. Đấy, kết nối wifi để sử dụng nha mọi người đấy. Cây này chỉ có lắp wifi thôi, bắt wifi để sử dụng thôi. Mọi người có lắp SIM vào nó cũng không lên sóng đâu nhá, hoặc là đăng nhập iCloud vào là để sử dụng nha. Ok chưa ạ? 6S Plus 64GB, màn lô mất vân tay, bye bát không sử dụng SIM. Hàng bye bát thì mọi người không reset đặt lại dòng 2 giúp em nhá. Đấy, hàng bay bát không reset đặt lại dòng 2 nhá. Nếu mà mọi người lỡ tay reset khôi phục cài đặt gốc thì mình sẽ phải bay bát lại. Nhà em nhận bay bát lại cho mọi người nhá, nhưng mà tốt nhất là mọi người không nên khôi phục cài đặt gốc nha, đối với cái dòng bay bát này. Đấy, còn cái hàng nào nhà em bảo là reset được thì mọi người reset thoải mái nha. Đây, 64GB. Đây ạ, iPhone 6S Plus nhá. 6S Plus nha, không phải là 6 Plus đâu ạ. Cái này bản Nhật 64GB này, không lắp SIM. Đấy, bắt wifi để sử dụng, xem phim, chơi game. Ok chưa ạ? Giá 600.000, tặng sạc cáp cường lực ốp lưng cho mọi người nhá. Đấy, tất cả các đơn hàng nhé mà mọi người không lấy phụ kiện là sẽ được bao ship đơn hàng nhá. Còn nếu mà lấy đủ đầy đủ phụ kiện thì sẽ tính thêm tiền ship từ 32 đến 42.000 tùy địa phương. Còn không lấy phụ kiện là sẽ được bao ship đơn hàng. Ok chưa ạ? Cây này giá 600.000 nha mọi người. Rồi, tiếp theo một cây 6G này. 6G nhá. iPhone 6G 128GB. Đấy, pin zin 86. Cây này bay bát không sử dụng SIM nhá. Đây, vỏ cây này. Vỏ cây này đẹp luôn nha mọi người, vỏ đẹp. Bay bát không sử dụng SIM, chỉ bắt wifi để sử dụng thôi. Vẫn đăng nhập iCloud tải ứng dụng bình thường nhá. Mọi người vẫn đăng nhập iCloud tải ứng dụng bình thường nha mọi người. Cây này màn zin, máy full chức năng, chỉ có bay bát không sử dụng SIM thôi. Bộ nhớ 128GB nhá. Đây, giá cây này thanh lý là 650.000 nha mọi người. 650.000 cây này nha, 6G 128GB, bay bát không sử dụng SIM, chỉ bắt wifi thôi. Giá 650.000, không reset đặt lại dòng 2 nhá. Tặng full phụ kiện cho mọi người. Rồi một cây 6G nữa, 6G 16GB, pin 82, cây này cũng bay bát không sử dụng SIM nhá. Đấy, cây này màu trắng nhá, vỏ đẹp luôn, vỏ cây này đẹp 98% luôn. Đây, iPhone 6 16GB. Ok chưa ạ? Bay bát không sử dụng SIM, không reset đặt lại dòng 2, vẫn đăng nhập iCloud sử dụng, tải ứng dụng về bình thường nhá. Giá cây này là 500.000 nha mọi người. 128GB là 650, còn 16GB là 500.000 nhá. Cam trước cam sau sau vẫn chụp ảnh bình thường nhá, Zalo Facebook ok hết. Rồi, tiếp theo một cây 6S nhỏ nhá. 6S nhỏ quốc tế 64GB.
màu vàng gold, pin thay mới 100%. Tình trạng cái này là mất vân tay nha, vỏ xấu nha mọi người. Đây, vỏ xấu. Màn zin, men zin, pin thay mới, mất vân tay. Bản quốc tế Nhật, 64GB. Ok chưa ạ? Giá cây này là 950.000 nhá. Cây này lắp được sim, bản quốc tế nha, lắp được sim. Hàng này là bản quốc tế, không phải là hàng bypass nhá. Đấy, cây này lắp được sim nha. Giá cây này là 950.000 nha mọi người, 950.000. Cảm giác là cây này giá hơi cao nhé. Sửa xuống cho mọi người, cây này giá 600.000 thôi. Đây, 600.000 cây này. 6G 128GB bypass 600.000. À, còn 16GB là 500.000. Ok ạ. Rồi, cây 64GB 6S mất vân tay. Giá cây này là 950.000. Rồi chuyển sang 6S nhỏ 128GB nhá. Hôm nay em có 5 cây này, 2 xám, 2 gold, 1 hồng nhá. À, đây quay màu xám trước. Màu xám thì em có một cây pin zin 89 và một cây pin zin 68. Cây 68 này thì sẽ thay mới cho mọi người này. Bản quốc tế 128GB hình thức phẩy nha mọi người. Đây, hình thức phẩy nha. Có bị trầy xước và có bong sơn nhá. Máy zin full chức năng, không lỗi lầm gì cả. Đấy, pin kém thì thay pin thôi. Bản quốc tế lắp sim vào là sử dụng luôn nhá. Đây, cây này bản Mỹ này. Cây này bản Nhật này. Đấy, bộ nhớ lên tới 128GB luôn. Đấy, anh chị nào thích pin zin thì lấy pin 89, còn thích pin thay thì lấy cây pin 68 nha mọi người. Đấy, pin kém rồi nhà em sẽ thay pin luôn cho mọi người, và thay pin free, không mất thêm tiền, tặng full phụ kiện sạc cáp cường lực ốp lưng quay chọc sim nhá. 6S nhỏ quốc tế 128GB. Zin full chức năng, không lỗi lầm gì cả, iCloud sạch, bao quốc tế trọn đời. Đồng giá là 1.350.000 nhá. Hôm nay giá bán cái hàng phẩy nó rẻ, nó rẻ hơn hàng đẹp 50.000. Đấy, hôm trước là bán 1.400.000 hàng đẹp hơn. Hôm nay hàng phẩy hơn một xíu thì rẻ hơn 50.000 nhá. Nói chung là cái tầm giá nó xuống chạm đỉnh rồi nên là không có giảm nữa đâu ạ. 6S nhỏ, màn 4.7 inch nhá. Pin 1715mAh ạ. Đồng giá 1.350.000, bao thay pin free cho mọi người. Rồi chuyển sang màu vàng gold. Màu vàng gold thì em có một cây pin 71 và một cây pin 83 nhá. Mọi người cần thay pin thì cứ báo nha, em thay luôn. Đây, hình thức phẩy nha mọi người, hai cây này đều bị trầy ở phía dưới ạ. Đấy, men màn vỏ pin zin hết, máy full chức năng, không lỗi lầm gì cả. Đấy, bản quốc tế 128GB. Đây, tất cả đều bản quốc tế 128GB nhá. Lâu lắm mới có lô 128GB nên là mọi người phải múc ngay. Tại vì 128GB nó rất là ít, 32GB thì nó nhiều. Đấy, 128GB đợt này giá có 1.350.000 thôi. Đây, có cả một cây màu hồng nữa. Một cây màu hồng nhá, lưng bị run run nhá. Đấy, viền nó cũng bị trầy xước nhá. Nói chung là 5 cây này là hàng phẩy. Hàng phẩy. Được cái là máy full chức năng, máy zin hết, không lỗi lầm gì cả. Đồng giá chỉ có 1.350.000, tặng full phụ kiện, bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 nhá. Rồi tiếp theo một cây 8 Plus nha. Mặt lưng kính là 8 Plus này. 8 Plus quốc tế 64GB, pin zin 92%, cái này mất vân tay nhá. Vỏ này, vỏ cái này đẹp luôn. Vỏ đẹp 99 nha, mất vân tay, không sử dụng được nút home, mình sử dụng home ảo ở trên màn hình giúp em nhá. Đấy, bản quốc tế lắp sim vào là sử dụng luôn. Ok chưa ạ? Bản quốc tế Mỹ nha. Chỉ mất vân tay thôi, tất cả các chức năng khác sử dụng bình thường. iPhone 8 Plus quốc tế 64GB, giá là 2.500.000 nha mọi người. 2.500.000 cây này nha. Rồi, có hai cây ẩn iCloud cho mọi người đây. Ẩn iCloud tức là máy quên mật khẩu iCloud, nhà em sẽ ẩn iCloud để mọi người đăng nhập iCloud của mọi người vào để sử dụng. Đối với hàng ẩn iCloud thì mọi người cũng không reset, đặt lại dòng 2 giúp em nha. 7 Plus nha, camera 2 mắt là 7 Plus. Bản quốc tế 32GB, pin thay mới 100%, ẩn iCloud. Đấy, màu trắng nha, hình thức phẩy nha, cây này có phẩy ạ. Cây này có bị phẩy nhẹ nha mọi người. Đấy, có bị phẩy nhẹ.
màn zin men zin. Đây, bản quốc tế 32GB, men màn vỏ zin, pin thay mới 100%, ẩn iCloud. Tức là mọi người vẫn đăng nhập vào iPhone, vẫn sử dụng iCloud bình thường, chỉ là không được đặt lại iPhone nhá. Mọi người không bấm vào cái xóa tất cả nội dung và cài đặt là được nha mọi người. Đấy, mọi người vẫn nâng cấp phần mềm, vẫn sử dụng iCloud bình thường, chỉ duy nhất là không được reset đặt lại dòng 2 thôi, máy full chức năng nhá. Đấy, giá cây này là 1,2 triệu nha mọi người. Camera trước sau sử dụng bình thường, iPhone 7 Plus quốc tế 32GB thôi ạ. Ẩn iCloud giá là 1,2 triệu nhá. Rồi tiếp theo một cây 7 Plus quốc tế 256GB mà pin thay mới 100% màu đỏ nhá. Đấy, cây này cũng là ẩn iCloud hình thức phẩy nha. Màu đỏ thì đa số là bị bong sơn thôi. Đấy. Cây này thì chỉ bị bong sơn ở lưng là chủ yếu thôi nha. Viền xước nhẹ, bong sơn nhẹ. Bản 256GB luôn. Đây. Bản quốc tế Nhật 256GB nhá. Ẩn iCloud. Ok chưa? Vẫn đăng nhập iCloud và sử dụng bình thường. Vân tay, vân chân, các thứ ok hết nha. Nói chung là máy không có lỗi gì cả. Pin thay sẵn 100% rồi. Giá cây này là 1,8 triệu nha mọi người. 1,8 triệu ạ. Đấy. 32GB 1,2 triệu. Và 256GB 1,8 triệu nha. Ẩn iCloud vẫn sử dụng ngon lành. Rồi chuyển sang 7 Plus quốc tế 32GB. 7 Plus quốc tế 32GB Xenon nguyên áp, pin Zin 8887 nha. Hình thức phẩy đẹp 98%. Đấy, có bị chảy xước nhẹ nha mọi người. Hàng Xenon nguyên áp chưa bung mở máy nhá. Bản quốc tế US 14 và 15, bao quốc tế trọn đời. Reset đặt lại dòng 2 thoải mái nha. Đây ạ. iPhone 7 Plus bản quốc tế 32GB US 14.6 nhá. Đấy. Đối với bản quốc tế thì mình đặt lại dòng 2 thoải mái nhá. Đây. Đặt lại xóa tất cả nội dung và cài đặt thoải mái nha mọi người. Lắp SIM vào là sử dụng luôn, iCloud sạch 100% nhá. Đấy. Máy không lỗi lầm gì cả, US 14 15, pin trâu. Sóng khỏe, màn to, chơi game xem phim ngon lành cành đào luôn. Đấy, hôm nay giảm giá chỉ còn 2,2 triệu một cây thôi nha mọi người. iPhone 7 Plus quốc tế 32GB, zin full chức năng, hình thức phẩy đẹp 98%, đồng giá 2,2 triệu một cây, bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1. Đấy, bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 và tặng full phụ kiện cho mọi người nhé. Hàng zin đét, mọi người về chỉ việc lắp SIM vào là sử dụng thôi. Rồi tiếp đến là 5SE này. 5SE ở video trước thì bán 16GB, video này bán 32GB cho các anh chị có nhu cầu sử dụng nhiều hơn này. 5SE quốc tế 32GB, ở đây em có pin màu vàng gold, pin thay mới 100% US 14.2 nhé. Đấy, và 3 cây màu xám, 2 cây pin thay mới và 1 cây pin zin 90 US 14.4. Hình thức này, hình thức máy là hình thức phẩy đẹp nhé, hình thức phẩy đẹp 98%. Có xước nhẹ hoặc là có băng sơn nhẹ gì đấy. Đây, US 14 15. Tải được đầy đủ các ứng dụng cho mọi người cần nha mọi người. 5SE nha, không phải là 5S đâu ạ. Bản quốc tế, bao quốc tế trọn đời, màn 4.0. Vân chân, vân tay ok hết nha. Máy không có lỗi lầm gì đâu ạ. Giá là 1,2 triệu một cây nhé. 5SE này. Đây, tải xem... tải ứng dụng cho mọi người một cây cho mọi người xem nhá. 5SE cấu hình ngang với 6S nha, không phải là iPhone 5G 5S đâu ạ. Đây là iPhone 5SE nha mọi người. Đấy. Đây có cả màu trắng và màu hồng nữa nhá. Màu hồng pin 8586, màu trắng pin 9094, tất cả đều là pin zin theo máy nha mọi người. Đấy, anh chị nào thích pin thay thì nhà em sẽ thay mới cho mọi người nhá. Còn thích pin zin thì mình giữ lại luôn nha mọi người. Đây nha, bây giờ tải ứng dụng cho mọi người xem một cây 5SE này nhá. Đấy, 5SE nhá, không phải là 5S đâu. Nhiều anh chị cứ bảo là 5SE sợ về không tải được ứng dụng này các kiểu con đà điểu nhá.
Thì hôm nay em tải cho mọi người xem luôn. SE này mình lên được US tối đa là US 15 nên là sẽ tải được rất nhiều ứng dụng. Còn như 5G thì lên được US 10. 5S thì lên US 12 là hết hết mức rồi, không lên được nữa. Đấy, còn đối với những dòng iPhone lên US 15 thì mọi người tải ứng dụng thoải mái nha. Đây, có tất cả các ứng dụng ở trên cái phần mềm ba ô tô này nhá. Đấy, Zalo, Facebook, ví dụ là Facebook đây, mình tải về đây, YouTube đây. Đợt này Apple cứ làm sao ấy, lập mà iCloud mãi không được. Mọi người mà không lập được iCloud thì mọi người cứ bấm vào ba ô tô rồi tải ứng dụng về nhá. Đấy, tải vào đây tải rất là nhanh thôi, mất chỉ mấy phút là xong thôi. Mạng khỏe mấy phút là xong thôi. Đấy, là đây là em tải ứng dụng cho mọi người xem nha. Nhiều anh chị cứ sợ không tải được ứng dụng ấy. Đây. Đấy, tải về rồi sử dụng bình thường nhé. iPhone 5SE quốc tế 32GB. Zin đẹp 98%. Đấy, có trầy xước nhẹ hoặc có bong sơn nhẹ nhé. Đủ 4 màu. Màu xám này, màu trắng này, màu hồng, màu vàng. Màu vàng thì chỉ có một cây thôi. Còn màu xám, màu trắng, màu hồng thì còn rất là nhiều nha. Đây, còn rất là nhiều. Đấy, 5SE quốc tế 32GB. Zin full chức năng. Có cả pin thay mới cho mọi người cần nha. Đồng giá là 1 triệu 2 một cây. Bảo hành 1 tháng lỗi 1 đổi 1 nha. Đấy. Máy rất là nhỏ gọn, cầm vừa tay cực kỳ luôn. Anh chị nào thích cái dòng nhỏ gọn này mình sử dụng làm máy phụ, máy chính đều ok nha. Tất cả đều bản quốc tế giúp em nha. Tất cả đều bản quốc tế ạ. Bản Nhật, bản Mỹ, bản châu Âu, tất cả đều bản quốc tế. Quan trọng là lắp sim vào là sử dụng luôn nha. Đấy, chỉ có 1 triệu 2 một cây thôi mà đầy đủ các màu cho mọi người. Đấy, đầy đủ các màu. Pin thay pin zin đều có hết nha. Rồi tiếp theo là một cây iPad Gen 6 nha mọi người. Gen 6 32GB, hình thức đẹp 98%. Đấy. Màn 9.7 inch, pin 8600 nhá, cấu hình cao, sử dụng ngon lành cành đào luôn, siêu mượt luôn nha. Đây, Gen 6 US 16 luôn, bản 32GB, bản quốc tế Nhật nha. Đấy, bản 4G, mọi người lắp sim, lắp được sim nhá. Đây, có khay sim luôn nhá. Mọi người lắp sim để sử dụng 4G được nha mọi người. Đây, vân tay ok hết nha. Đấy, pin cây này là pin zin 90%, máy zin full chức năng không lỗi lầm gì cả nhá. Màn to sáng đẹp, không ám mố gì hết. Đấy, iPad Gen 6 nhà em tặng kèm bao da, dán cường lực và sạc cáp nhanh cho mọi người nhá. Giá là 3 triệu rưỡi một cái nhá. 3 triệu rưỡi một cây nha mọi người. Gen 6 32GB 4G Wi-Fi, giá 3 triệu rưỡi một cây, hình thức đẹp 98%. Tiếp theo là một cây 7 nhỏ. 7 nhỏ quốc tế 128GB màu hồng. Cây này pin zin còn có 50% thôi, chắc chắn là sẽ phải thêm pin mới cho mọi người rồi. Đây, hình thức cây này đẹp gần 99 nhá. Đấy, đẹp gần 99%. Pin zin 50%. Bản quốc tế Mỹ, LL trên A. Đây, bản quốc tế Mỹ. Pin thấp thì thay pin thôi. Máy zin full chức năng không có lỗi lầm gì cả nhá. Màn sáng đẹp luôn. Màn 4.7 inch, pin 1960 nha. iPhone 7 nhỏ quốc tế 128GB zin đẹp gần 99%, máy full chức năng. Pin thay mới 100% nhá. Giá cây này là 1 triệu 9 ạ. 1 triệu 9 nha mọi người. 7 nhỏ quốc tế 128GB. Rồi, tiếp theo một cây đây, một cây SE 2020 quốc tế 64GB nhá, pin thay mới 100%, thay pin không sạc cáp nhá. Hình thức máy đẹp đẹp ui giời ơi, cây này đẹp keng luôn nha mọi người. Vỏ đẹp keng luôn, thay pin thì không sạc cáp. Đây, thay pin không sạc cáp, báo pin linh kiện nha, bản Hàn KH trên A. Đấy, sử dụng được hai sim, một sim vật lý và một e sim nha mọi người. Màn 4.7 inch. Giá cây này thanh lý là 2 triệu 6 nha. 2 triệu 6 cây này nha mọi người. SE 2020 quốc tế 64GB, zin đẹp 99 keng, pin thay không sạc cáp, giá là 2 triệu 6.
Rồi, chuyển sang một cây SE2020 quốc tế 64 ghi hình thức phẩy pin 90 nha. Cái này hình thức phẩy nha, lưng bị mốc nha, lưng bị mốc, viền thì bong sơn nhẹ thôi. Viền thì bong sơn nhẹ, không đáng kể. Đấy, viền bong sơn nhẹ không đáng kể, không cấn, không móp. Chỉ bong sơn nhẹ hoặc là xước nhẹ thôi ạ. Bản quốc tế Mỹ 64 ghi nha mọi người. Cây này hàng Zinon, phun chức năng hình thức phẩy. Giá cây này là 2 triệu 6 nha mọi người. 2 triệu 6 cây này ạ. SE2020 quốc tế 64 ghi zin phẩy, giá 2 triệu 6. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm phun phụ kiện nhé. Rồi chuyển sang hàng đẹp này. SE2020 quốc tế 64 ghi zin đẹp 99 nhá. Pin zin 90, 91 đủ 3 màu, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Hình thức đẹp 99 nha mọi người. Đây, không trầy xước này, cũng chẳng bong sơn, không cấn móp gì cả. Đấy, hàng zin đẹp 99%. US 16 và US 17 nha mọi người. Tất cả đều bản quốc tế. Đấy. Đây, bản cây này thì bản quốc tế Nhật 64 ghi. Đấy, nói chung là Mỹ, Nhật, châu Âu thì dùng sử dụng như nhau hết nha. Không khác gì đâu ạ. SE2020 quốc tế 64 ghi zin đẹp 99. Máy phun chức năng không có lỗi lầm gì cả. Đây, màu đỏ mận rất là đẹp luôn nhá. Đấy, hàng Zinon nha, hàng Zinon chưa spa, spủng gì hết. Đồng giá là 2 triệu 8 một cây nha. 2 triệu 8 một cây ạ. SE2020 quốc tế 64 ghi. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm phun phụ kiện cho mọi người nhé. Rồi, hôm nay về được mấy cây XR hàng chất đây. XR quốc tế 64 ghi. Đấy, pin zin theo máy nhá. 4 cây này đều pin zin theo máy mà hàng sạc ít nhá. Pin 99 sạc 172 lần, pin 100 sạc 121 lần, pin 100 sạc 137 lần, pin 100 sạc 72 lần nhá. Đấy, hình thức máy này, cả 4 cây này viền đều rất là đẹp nha. Đây, viền máy rất là đẹp nhá. Viền đẹp 99 luôn. Đấy, viền máy rất là đẹp, đẹp 99 luôn. Tình trạng chung của 4 cây này đều là hàng zin áp, chưa bung mở máy nha mọi người. XR quốc tế 64 ghi ạ. iPhone XR quốc tế 64 ghi nhá. Đây, iPhone XR, màn 6.1 inch, camera thì một mắt, pin cực kỳ trâu luôn. Sóng khỏe nhá, cũng dùng được hai sim, một sim vật lý và một e sim nhá, bản quốc tế. Bao quốc tế trọn đời cho mọi người luôn. Đấy, tình trạng chung của 4 cây này là viền đẹp và lưng bị xước nhẹ nha mọi người. Cái viền lưng ở cái góc này này nó bị xước nhẹ. Đấy, quay cho mọi người xem rõ từng cây một nha. Cái viền nó xước nhẹ, nó không ảnh hưởng gì cả. Dù sao thì mình cũng dùng ốp lưng với cả bao da thì mình cũng không nhìn thấy gì cả đâu nha. Đây, cái viền nó bị xước. Viền ở phía dưới này nó bị xước nhá. Thì tóm lại là 4 cây này lưng bị xước, viền nhẹ. Còn cái viền máy thì rất là đẹp, máy zin áp, pin cao, pin 199 sạc ít, máy phun chức năng nguyên áp suất nhá. Đấy, 4 cây này đồng giá là 4 triệu rưỡi một cây nha. 4 triệu rưỡi một cây ạ. À. XR quốc tế 64 ghi. Đấy. XR quốc tế 64 ghi, giá 4 triệu rưỡi một cây. Hàng pin cao sạc ít như này, xước rất là ít không đáng kể đâu nha. Xước lưng rất là ít không đáng kể. Giá thì thực quá là rẻ rồi. Đấy, có 4 triệu rưỡi một cây thôi, 4 triệu rưỡi một cây. Đây, pin zin theo máy nha. Ok chưa ạ? Pin zin theo máy. Máy chưa bung mở, chưa sửa chữa một cái gì luôn. Bản quốc tế nhá, iCloud sạch, reset đặt lại dòng 2 thoải mái luôn, màn sáng đẹp không ám ố nha. Đồng giá là 4 triệu rưỡi một cây. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm sạc cáp nhanh cường lực, ốp lưng, quay chọc sim đầy đủ nha mọi người. Có 4 cây màu đen thôi nha mọi người. Rồi, chuyển sang mã lốc này. Lốc hôm nay có 11 lốc và 12 lốc. Đây, 3 cây 11 lốc em quay trước nha. 11 lốc 64 ghi. Đấy. Còn pin 97, 93, 92. 3 cây này đều date 2023, tức là năm sản xuất là 2023 đấy. Đấy, cây pin 92, 93 thì hình thức máy đẹp nhá. Pin 97 thì có trầy xước nhẹ nha mọi người. Đấy, cây pin 97 thì có trầy xước nhẹ. Còn pin 92, 93 thì máy đẹp nha. 3 cây này đồng giá là 4 triệu 4 một cây nha mọi người. Đây ạ, iPhone 11 lốc.
bản lốc Mỹ nha, 64GB. Ok chưa ạ? Máy lốc thì mọi người sử dụng được một sim thôi nha. Đấy, 11 lốc 64GB. Đấy, màn cũng là 6.1 inch, camera hai mắt có chụp ban đêm rất là đẹp rồi. Đấy, lắp sim thì phát một luôn. Tặng kèm sim ghép hai mảnh cho mọi người. Đấy. Sim ghép hai mảnh này thì lắp rất là dễ và đơn giản thôi, thì video trước đã hướng dẫn mọi người lắp rồi nên là video này thôi không hướng dẫn nữa. Nếu mà anh chị nào không biết lắp thì em có video hướng dẫn, hoặc là nhà em gọi video chỉ mọi người lắp luôn. 11 lốc 64GB. Đây, pin 9293 đẹp 99, pin 97 thì sức nhẹ nhá, date 2023. Hàng Zinon nguyên áp suất nha. Hàng Zinon nguyên áp suất giúp em ạ, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa một cái gì nhá. Hàng này nhà em bán giá chỉ có 4.400.000 một cây, tặng full phụ kiện, sim ghép, sạc cáp nhanh, cường lực ốp lưng và bảo hành 3 tháng nhá. Rồi chuyển sang 12 lốc. 12 lốc 64GB. Đây, 12 lốc 64GB, hàng zin đẹp 99 keng. Cái này pin zin 96, còn bảo hành Apple đến mùng 10 tháng 7 năm 2024 nhá. Đây, máy đẹp 99 keng luôn. Zin nguyên, ốc nguyên áp, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nha. 12 lốc 64GB. Đấy. Màn cũng 6.1 inch nhá, bản lốc Mỹ LL trên A. Đấy. Giá cái này là 5.6 nha mọi người. 5.6, 12 lốc 64GB, zin đẹp 99 keng, còn bảo hành Apple. Rồi chuyển sang một cây 12 lốc màu tím này. 12 lốc màu tím nha mọi người, 64GB, pin zin 94%. Cây này cũng đẹp 99 keng nha. Hàng zin nguyên, ốc nguyên áp, chưa bung mở máy, chưa sửa chữa gì nha. Đây, lốc Mỹ. Ok chưa ạ? Màu tím nhá, có một cây duy nhất thôi ạ, màu tím. Giá cây này là 5.5 triệu nha mọi người. Cây này hết bảo hành Apple rồi, pin còn 94%. Giá cây này là 5.5 triệu, bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện nhá. Rồi nhà em vẫn đang chạy combo là sạc cáp nhanh 20W nha. Sạc cáp nhanh 20W cộng kèm với tai nghe Pro 2. Đồng giá, quên mất, giá của bộ combo này là 350.000, bao ship toàn quốc nha mọi người. Đấy, combo tai nghe và sạc cáp nhanh 20W. Giá 350.000, bao ship toàn quốc. Tai nghe iPod Pro 2 hàng new seal, chưa qua sử dụng. Chức năng định vị đổi tên sạc không dây, chống ồn xuyên âm nhá. Đấy, sạc 30 phút là đầy, sử dụng 6 đến 8 tiếng mới hết pin. Hàng quá ngon lành luôn. Đấy. Bộ sạc nhanh 20W này thì lại quá tuyệt vời luôn rồi. Hàng này mình sử dụng từ dòng iPhone XS, XR đổ lên nhá. Đời thấp thì vẫn là sạc nhanh đấy, nhưng mà chưa hỗ trợ đâu, nên là mọi người cứ dùng cho đời cao thôi. Đấy, 20W nha mọi người. Đây, sạc nhanh 20W này. Đồng combo này là 350.000, bao ship toàn quốc nhá. Hoặc là mọi người có thể chuyển sang combo sim ghép cộng với tai nghe iPod Pro 2 cũng là 350.000 và bao ship toàn quốc nha. Đối với dòng sim ghép, nhà em sẽ check nhà mạng và hướng dẫn mọi người lắp sim cho máy lốc của mọi người nhé, nên là mọi người yên tâm. Đấy, tai nghe sim ghép sạc cáp nhanh còn rất là nhiều. Đấy, mọi người lên đơn thoải mái, nhận hàng được kiểm tra rồi mới thanh toán nha. Không cần phải cọc trước cho cái combo sạc cáp nhanh sim ghép hoặc là tai nghe này nhá. Mọi người nhận hàng được kiểm tra hàng rồi thanh toán. Tiếp tục này, một cây 12 Pro Max. 12 Pro Max quốc tế 128GB màu xanh nha mọi người. Cây này pin zin 95%, hình thức máy này. Đây, hình thức máy đẹp luôn. Cây này đẹp gần 99 nha. Đấy, hình thức máy đẹp gần 99%. Đây, pin zin theo máy 95% nha. iPhone 12 Pro Max, màn 6.7 inch, màn rất là to luôn. Anh chị nào thích màn to múc luôn nha. 12 Pro Max bản quốc tế Mỹ LLA 128GB. Sử dụng được 2 sim nha, một sim vật lý, một eSIM ạ. Giá cây này là 11.400.000. 11.400.000, 12 Pro Max quốc tế 128GB. Hình thức đẹp gần 99, giá 11.400.000. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện sạc cáp cường lực, sạc cáp nhanh, cường lực ốp lưng, quay chọc sim nhé.
Rồi, tiếp theo là một cây XNMark. XNMark quốc tế 64G ạ, pin zin 91%. Đấy, màu vàng gold nhá. Hay cây này hình thức đẹp 99 luôn ạ. Cây máy này đẹp 99 luôn. Thì cái đặc biệt của cái cây này nó là US 14.3 nha. XNMark mà 14.3. Đấy. Thì phải nói là siêu hiếm luôn ạ. US thấp mà, siêu hiếm luôn. Các anh chị mình săn hàng US thấp thì múc luôn cây này nha, bản quốc tế Mỹ 64G. Đấy. US 14.3 siêu hiếm luôn, hình thức máy đẹp 99% nhá. Giá cây này là 6 triệu nha mọi người. Giá cây này là 6 triệu nha. XNMark quốc tế 64G màu vàng gold, máy đẹp, giá cây này là 6 triệu. Bảo hành 3 tháng tặng kèm full phụ kiện nha. Rồi chuyển sang một cây XNMark tiếp. XNMark quốc tế 64G nhá. Pin cây này là pin zin 86%. Cây này bị rịa lưng đây, bị rịa lưng một tí đây, là thay cái lưng này thì rất là phí nhá. Này viền này, viền máy đẹp luôn. Viền máy đẹp 99% nhá. Bản quốc tế luôn. Bản quốc tế Mỹ 64G nhá. Cây này US 17. Chỉ duy nhất là bị rịa kính lưng ở đây thôi. Đấy, rịa kính lưng ở đây thôi. Đấy, còn lại là máy full chức năng, máy đẹp hết. Giá cây này là 5 triệu tư nha mọi người. 5 triệu tư cây này nha, rịa tí kính lưng. 5 triệu tư. Rồi, chuyển sang một cây XNMark quốc tế 64G màu đen nha. Cây này pin zin 91%. Hình thức máy này. Hình thức máy, cây này đẹp 98% luôn nha. Đây. XNMark quốc tế 64G, zin đẹp 98%, màu đen nha. Giá cây này là 5 triệu 8 nha. 5 triệu 8 cây này ạ. Màu đen, hình thức đẹp 98%, giá là 5 triệu 8. Rồi, chuyển sang một cây XNMark tiếp theo này. XNMark quốc tế 64G, cây này pin zin 90%, hình thức phẩy nha. Đấy, cây này nó lưng nó bị mốc, với cả viền nó bị bong sơn nha. Đây ạ. Cây này hình thức phẩy nhá. Lưng bị mốc, viền bị bong sơn và xước nhẹ nhá. Cũng là bản quốc tế Mỹ 64G nha. Đấy, giá cây này là 5 triệu 4 nha mọi người. 5 triệu 4 cây này. XNMark quốc tế 64G hình thức phẩy 5 triệu 4. Còn cây này đẹp hơn 5 triệu 8. Cây rịa kính lưng cũng 5 triệu 4. Và cây Gold US 14.3 là 6 triệu nha mọi người. Rồi chuyển sang 11 Pro này. 11 Pro nha, màn 5.8 inch ạ. 256G, pin cây này là pin zin 93%, cây này thay màn nhá. Thay màn nhưng mà thay màn zin bóc máy nha. Đấy, không phải là màn lô, màn GX hay màn gì cả mà là màn zin. Đây. Thay màn không sàng cáp thì sẽ báo linh kiện không xác định nhá. Nhưng mà cây này là màn zin 100%. Đấy. Nhà em cam kết cây này là màn zin 100%. Bản quốc tế 256GB, iPhone 11 Pro. Đấy, giá cây này cực kỳ rẻ luôn nha mọi người. Thay màn zin, không sàng cáp. Giá đã rẻ đi gần 1 triệu rồi. Cây này giá là 6 triệu 4 nha mọi người. 6 triệu 4 nhá, bộ nhớ 256GB. Duy nhất thay màn zin không sàng cáp thôi ạ. iPhone 11 Pro. Màu vàng gold rất là đẹp luôn, 256GB, giá 6 triệu 4. Đấy, vẫn bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện cho mọi người. Rồi, chuyển sang dòng 11 Pro nhá. 11 Pro quốc tế 64GB này, một cây màu gold, pin zin 91%. Đây, cây này US 14.6 nha. Hình thức máy này. Hình thức máy đẹp 98% nha. Đấy, hình thức máy đẹp 98%. US 14 nhìn lạ ghê luôn. 11 Pro quốc tế 64GB, zin full chức năng không lỗi lầm gì cả. Pin zin theo máy 91%. Giá cây này là 6 triệu 4. Cây này cũng là 6 triệu 4 nha. Máy zin đét full chức năng 6 triệu 4. Ok chưa ạ? Rồi chuyển sang màu trắng này. 11 Pro quốc tế 64GB màu trắng nhá. Cây pin này pin zin 95%. Đây, màu trắng à, hình thức máy. Màu trắng, cây màu trắng này hình thức đẹp 99% nha.
Đây, pin zin theo máy 95%. Bản quốc tế Mỹ US 17. Ok chưa ạ? Giá cây này là 6,4 triệu nhá. Giá cây này cũng là 6,4 triệu nha mọi người. Rồi chuyển sang màu đen này. Màu đen có tận 4 cây cơ. 11 Pro quốc tế 64GB màu đen. Đấy. Màu đen nhá, có tận 4 cây luôn. Pin zin theo máy này 93, 90, 94, 91 nhá. Hình thức máy đẹp 98% ạ. Đây. Hình thức máy đẹp 98%. 11 Pro quốc tế 64GB nhá. Đây, hai cây US 16, hai cây US 17. À, màu đen này thì rẻ hơn nha mọi người. Đấy, màu đen giá là 6,3 triệu nha mọi người. 11 Pro quốc tế 64GB, màu đen, máy zin, full chức năng, không lỗi lầm gì cả. Giá là 6,3 triệu một cây, tặng kèm full phụ kiện sạc cáp nhanh cường lực ốp lưng đầy đủ nha mọi người. Bảo hành 3 tháng. Rồi chuyển sang dòng 11 thường này. 11 thường quốc tế 64GB, hai cây màu trắng, pin zin 93 và 91, hình thức phẩy nhẹ nhá. Hai cây này hình thức phẩy nhẹ nha mọi người. Đấy. Quay rất là kỹ cho mọi người luôn. Hai cây 11 này hình thức phẩy nhẹ. Đây, một cây US 16, một cây US 17. Pin zin theo máy 93 và 91%, bản quốc tế Mỹ LLA nhá. Màn 6.1 inch nha mọi người. 11 thì pin cực kỳ trâu luôn. Đấy, camera chụp ban đêm đẹp luôn nhá. Hai cây hình thức phẩy nhẹ này giá là 5,6 triệu một cây ạ. 5,6 triệu một cây. 11 thường quốc tế 64GB giá chỉ 5,6 triệu một cây thôi ạ. Bảo hành 3 tháng và tặng kèm full phụ kiện nha. Rồi mọi người cần mua hàng hoặc tư vấn liên hệ qua Zalo hoặc số điện thoại của em để được tư vấn nhé. Giả sử mọi người mà không gọi điện được thì mọi người nhắn qua Zalo cho em nhé. Đấy. Rồi video đến đây là hết nha. Xin chào tất cả mọi người.